Sưởi nắng bắt đầu chuẩn bị chú đông rồi. Đúng đấy. Ui giời ơi. Sao rồi? Cả họ nhà nó tất đây rồi. Đây rồi. Ui giời ơi. Cả đàn luôn. Ui giời ơi. Chết thật. Đây rồi. Đây mà các bác không bắt tìm thấy. Trời ơi, trời ơi. Rắn mùa này này lắm. Ui giời ơi. Thế này. Từ thôi. Hạ thấp xuống. Làm cẩn thận tí đi, chẳng nhỡ cái đâu. Còn nhiều lắm à. Còn một con nữa. Ui giời. Cho ra đi. Chọc cho nó ra này, đi. Đây này, đây là bà nắm nuôi, đông nuôi kéo. Con kia chắc ra sưởi nắng tí nó vào bây giờ. Nó ngóc lên bây giờ. Ui giời, mày quá. Kinh. Nắm nuôi kéo ra. Đây. Ui, rắn này bự thế. Ui. Rắn nhiều nhá. Cố luôn. Đàn má rắn này rắn đàn nào. Nhưng mà nói chung là cái loại này cũng to nhưng mà chưa to bằng cái đợt đi bắt ở trong kia rắn này 6-7 cân. Kìa anh ơi cẩn thận. Có nữa ra. Mạnh ơi cẩn thận con nữa ra kìa. Kìa anh ơi. Không thuộc tay được đâu. Đây. Nó lại ứng cứu nhau. Xuyết. Ôi sao. Để quá. Thôi chặn đấy. Chạy dưới đây. Ôi, cứ luôn cho vào đây này. Đây cái tài này cho vào được. Để chặn đâu đó. Xuống. Ôi giời. Ôi giời. Ai à, một luôn này. Còn nữa này anh ơi, còn. Còn một con nữa. Nhiều lắm. Cho vào bắt đi. Từ con này đang bò ra nhé, cẩn thận nhé. Rồi. Ok rồi. Úi xa. Một con này to đấy.
Nhìn thấy tôi nhưng mà to lắm không? Rắn này có thịt được không anh? Rắn này thịt được mà. À lắm. Ấy, rồi. Ui trời ơi. Cả bố luôn anh ạ. Rắn này về lạc ra xong xào với củ chuối. Thực ra thôi, chúng tôi đi bắt này toàn là di chuyển đi từ chỗ này chỗ chỗ khác, chúng chả mấy khi mổ cả. Các bác này khá về rừng ấy. Ờ. Ây da. Đấy, di chuyển. Ây da. Cẩn thận anh ơi. Này, chạy kìa. Ôi, chết. Ý thì nó con kia nó lên tay ra. Thôi, chạn đầu quá. Cẩn thận, đớp ấy. Cẩn thận nhá. Bao nhiêu con một ổ này? Này được mấy được có 4 con có cái gì đâu. Nhưng mà ở nhà này là nhiều đấy. Này hôm nào mà được mấy con đâu nhé? 4 con. Tuổi đây đây rắn này. Khả năng các bác phải đi tìm nữa nào chứ không. Tí nữa thì vào trong ổ này. Ta thấy vừa em nhiều lắm, thấy đây xác đầy ra kìa. Ở đây á? Ừ. Bởi vì nó này có da lột mà. Nhưng mà may là hôm nay em cắt nó thấy da đấy. Ôi, tải nhỏ hết đi. Nặng lắm. Mấy chục cân rắn luôn. Nặng lắm. Sao bên kia đào, sao bên kia kìa. Bác tìm xong còn nữa không? Đây, đang tìm. Em có nghe này nào. Chú đồng đấy. Cái này nó mới ở tạm thời thôi, chủ yếu chú đồng. Hết rồi, đùng rồi. Hết rồi chưa? Hết. Nếu làm có thấy gì cứ gọi chúng tôi nhá. Vâng vâng. Cứ alo là. Đâu rồi, sách rồi ra. Cẩn thận. Ai à? Ủa. Đến 15 cân đấy. Kiếm cái dây để buộc nó vào. Nặng đấy. Đây kiếm cái dây buộc vào. Nó ở cái vườn này rậm rất nhiều. Yeah, trên đồi kia đâu cái... có mà không? Vườn này có mà không? Cái đồi kia có từ nãy em cắt đây thấy có mà đi lại xong vườn này mới hát này, đúng quả vườn này được đấy là cái hát đồi này nè có mà đào